quá trình tiến hóa của hominini bắt đầu sau khi tách ra từ tổ tiên chung với tinh tinh, ước tính xảy ra khoảng 5-7 triệu năm trước. Trong hàng triệu năm, hành tinh của chúng ta đã lơ lửng trong không gian. Hàng triệu sinh vật đã sinh sống trên bề mặt của nó. Nhiều sinh vật kỳ lạ đã xuất hiện trong số đó, nhưng chúng chỉ ảnh hưởng đến trí tưởng tượng của con người, vì trong cuộc đấu tranh tiến hóa, chỉ có chúng ta là loài duy nhất giành được lợi thế của lý trí. Đạt được điều này không hề dễ dàng. Nguồn gốc của nó bắt đầu từ 20 triệu năm trước. Với những sinh vật ăn trái cây sống trên các cây ở châu Phi, được gọi là Rokonsum, chúng nhảy nhót trên cây, cao hơn những mối nguy hiểm dưới đất, sống nhờ trái cây và lá. Tùy thuộc vào loài, chúng có kích thước từ nhỏ như loài khỉ Marmoset cho đến lớn như loài Godzilla. Chúng hầu như không bận tâm đến thế giới bên dưới. Rokonsum leo trèo trên cành cây bằng 4 chân và gần như giống hệt loài khỉ Mocat ngày nay. Chiều dài của chi trước và chi sau của chúng bằng nhau. Chúng di chuyển dựa vào lòng bàn tay mở thay vì các ngón tay cong. Khá nhiều hóa thạch của Rokonsum đã được tìm thấy ở Đông Phi. Hộp sọ của chúng còn thô sơ, bộ não nhỏ và khá đơn giản. Nhưng kích thước nhỏ tương đối của mũi và răng nanh cho thấy tính không hung dữ, một trong những đặc điểm chính dẫn đến sự phát triển của lý trí. Adipi thiệt khách. Nhưng khoảng 10 triệu năm trước, sự giảm nhiệt độ đã làm cho rừng rậm châu Phi trở nên thưa thớt, khiến chúng không thể di chuyển từ cây này sang cây khác bằng cành cây, buộc phải rời bỏ cây. Một số hậu duệ của Rokonsum đã bắt đầu di chuyển bằng hai chân sau. Adipi thiệt khách là một chi của các loài vượn người cổ đại, sống khoảng từ 5 triệu 800 nghìn đến 4 triệu 400 nghìn năm trước, trong thế thượng tân Pliocene thuộc kỷ Tân Cận. Những hóa thạch của Ardipithecus được tìm thấy chủ yếu ở khu vực Đông Phi, đặc biệt là tại Ethiopia, trong khu vực Afa, được coi là một trong những tổ tiên trực tiếp của loài người. Ardipithecus thể hiện sự kết hợp độc đáo giữa các đặc điểm của loài khỉ và loài người. Ardipithecus bao gồm hai loài chính, Ardipithecus ramidus và Ardipithecus carapa, trong đó Ardipithecus ramidus được biết đến nhiều nhất và được đại diện bởi cá thể nổi tiếng Ordi, một bộ xương gần như hoàn chỉnh được khai quật vào năm 1990. Ordi có niên đại khoảng 4 triệu 400 nghìn năm và những phân tích về bộ xương này đã cung cấp nhiều thông tin quý giá về sự tiến hóa của loài người. Ardipithecus ramidus có kích thước cơ thể tương đối nhỏ với trọng lượng khoảng 50 kg và chiều cao khoảng 1,2 m. Bộ xương của chúng cho thấy số đặc điểm tiến hóa quan trọng, ví dụ như khi Ardipithecus vẫn có khả năng leo trèo như các loài vượn người khác, cấu trúc chân và bàn chân của chúng đã phát triển theo hướng thích nghi với việc đi đứng trên hai chân. Bàn chân của Ardipithecus vẫn có ngón cái đối diện, có khả năng nắm chặt, nhưng có một số đặc điểm như vòng cung của bàn chân hỗ trợ cho việc đi đứng, tương tự như loài người ngày nay. Hộp sọ của Ardipithecus tuy nhỏ và có nhiều nét tương đồng với loài khỉ, nhưng nó cũng đã bắt đầu phát triển một số đặc điểm nhân hóa như hàm răng ít nhọn và ít chuyên về cắn xé, cho thấy sự thay đổi trong chế độ ăn uống và hành vi. Hộp sọ cũng thể hiện sự thay đổi trong vị trí của lỗ lớn, foramen magnum, nơi mà tủy sống kết nối với não, cho thấy Ardipithecus đã bắt đầu có dáng đi đứng thẳng. Ngoài ra, môi trường sống của Ardipithecus là một trong những yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến sự tiến hóa của loài này. Chúng sống trong môi trường rừng thưa, nơi mà thảm thực vật không còn dày đặc như trước, buộc chúng phải thích nghi với việc di chuyển trên mặt đất nhiều hơn. Tuy nhiên, như đã đề cập, Ardipithecus vẫn duy trì lối sống nửa cây nửa đất, vừa leo trèo để tìm kiếm thức ăn trên cây, vừa di chuyển trên mặt đất để khám phá môi trường mới. Australopithecus. Nhưng cuộc sống vẫn tiếp diễn, cây cối trở nên thưa thớt và châu Phi biến thành một vùng đồng cỏ bao la. Khoảng 4 triệu năm trước, những sinh vật mới bước đi trên đồng cỏ, những người Australopithecus mảnh mai. Chúng đã thích nghi tốt với ngôi nhà mới của mình, cách đi bộ bằng hai chân của chúng không quá khác so với chúng ta. Chúng thu thập và ăn mọi thứ và có thể đi bộ hàng dặm không ngừng. Chúng tạo thành những nhóm đoàn kết, giúp chúng chống lại mọi nguy hiểm. Hơn nữa, chúng rất tò mò. Hộp sọ của chúng vẫn mang nét của khỉ, với một chiếc mõm nhô ra và trán thụt vào. Nhìn thoáng qua, rất khó để nhận ra các đặc điểm của chúng ta. Nhưng đầu của chúng được giữ trên một chiếc cổ thẳng, răng nanh nhỏ hơn và bộ não lớn hơn.
khoảng 3 triệu năm trước, loài Australopithecus afarensis ở Đông Phi tiến hóa thành những con người đầu tiên. 2 triệu 500 nghìn năm trước, tổ tiên của chúng ta đã vượt qua ngưỡng kích thước não 700 gram. Loài đầu tiên thuộc chi của chúng ta, Homo habilis, người khéo léo. Chính Homo habilis là loài đầu tiên chế tạo công cụ bằng đá. Những công cụ thô sơ này được làm từ đá cuội với một vài cú đập, vẫn là những công cụ thực sự để cắt thịt, đẽo gỗ, tự vệ trước động vật ăn thịt và săn mồi. Con người lúc này đã được trang bị vũ khí, cuộc sống trên cây đã bị bỏ lại mãi mãi và đồng cỏ thúc đẩy sự tiến lên phía trước. Có lẽ tình yêu của chúng ta với việc du lịch và khám phá bắt nguồn từ thời đó. Thế giới đầy nguy hiểm, nhưng trí thông minh đã giúp chúng ta vượt qua những khó khăn. Không phải sức mạnh hay sự hung dữ, mà chính trí tuệ đã bảo vệ những con người đầu tiên. Hộp sọ của Homo habilis rất giống với Australopithecus, nhưng kích thước não lúc này đã là 600 gram đến 800 gram, gấp rưỡi so với tiền thân của chúng, khuôn mặt trở nên nhỏ hơn. Homo ergaster, khoảng 1 triệu 500 nghìn năm trước, một loài mới xuất hiện, Homo ergaster. Họ trở thành kinh hoàng của đồng cỏ châu Phi. Giáo và công cụ đá là hiện tượng chưa từng có. Ngay cả những loài động vật hung dữ nhất cũng không còn an toàn trước nguy hiểm. Con người trở thành thợ săn. Những bộ xương của linh dương và thậm chí voi được bao quanh bởi các công cụ đá đã được tìm thấy ở Đông Phi. Những vết cắt trên xương động vật là bằng chứng rõ ràng về một giai đoạn mới trong sự tiến hóa của chúng ta. Có lẽ đây cũng là thời điểm con người lần đầu tiên phát hiện ra lửa. Mặc dù bằng chứng về điều đó còn hiếm và không đáng tin cậy, khá nhiều hóa thạch của những con người đầu tiên vẫn còn ở Đông Phi. Di sản giống khỉ trong hộp sọ giờ đã là quá khứ, nhưng hàm của họ vẫn lớn và bộ não của họ chỉ bằng một nửa so với chúng ta. Chiều cao và vóc dáng của họ gần như giống hệt với con người hiện đại. Cơ thể của họ, ngoại trừ phần đầu, hầu như không khác gì so với chúng ta. Họ đã định cư khắp châu Phi và là những người đầu tiên di chuyển ra ngoài. Homo ergaster là một trong những loài người cổ đại quan trọng nhất trong quá trình tiến hóa của con người. Tên của họ ergaster có nghĩa là người lao động trong tiếng Hy Lạp, thể hiện vai trò quan trọng của họ trong việc phát triển và sử dụng công cụ đá tiên tiến. Homo ergaster được coi là một trong những tổ tiên trực tiếp của Homo erectus và có thể là tổ tiên chung của cả Homo sapiens, con người hiện đại, và Homo neanderthalensis, người Neanderthal. Homo ergaster được tìm thấy chủ yếu ở Đông Phi, chủ yếu là ở các khu vực như Kenya, Tanzania và Ethiopia. Họ sống trong môi trường đồng cỏ và rừng thưa, nơi mà khả năng di chuyển nhanh và sử dụng công cụ là yếu tố quan trọng giúp họ sinh tồn. Bộ xương của Homo ergaster cho thấy họ có chiều cao và vóc dáng gần giống như con người hiện đại, với chiều cao trung bình khoảng 1m6 đến 1m85. Cấu trúc cơ thể mạnh mẽ của họ cho phép họ đi bộ đường dài và tham gia vào các hoạt động săn bắn và thu thập. Một trong số những đặc điểm nổi bật của Homo ergaster là sự phát triển của bộ não. Bộ não của họ lớn hơn so với các loài trước đó, đạt khoảng 600 đến 900 cm khối, lớn hơn so với Homo habilis nhưng vẫn nhỏ hơn rất nhiều so với con người hiện đại. Sự gia tăng kích thước não này đã cho phép Homo ergaster phát triển các kỹ năng tư duy phức tạp hơn, bao gồm khả năng lập kế hoạch và phối hợp trong các hoạt động săn bắt. Homo ergaster là một trong những loài đầu tiên chế tạo và sử dụng các công cụ đá tiên tiến, được gọi là công cụ Aeschylean. Công cụ Aeschylean bao gồm rìu tay và dao cắt, phức tạp hơn nhiều so với công cụ Ordern của Homo habilis. Chúng được chế tạo từ đá lửa hoặc đá cứng khác, với một cạnh sắc để cắt và đập. Việc sử dụng các công cụ này đã giúp Homo ergaster săn bắt và chế biến thức ăn hiệu quả hơn, đặc biệt là thịt động vật. Điều này có thể đã góp phần vào sự phát triển của não. Homo ergaster cũng là loài người đầu tiên rời khỏi châu Phi, di cư về phía Bắc qua Trung Đông và vào châu Âu và châu Á. Sự di cư này có thể đã diễn ra do áp lực từ môi trường hoặc do sự gia tăng dân số. Những dấu vết của Homo ergaster đã được tìm thấy ở các khu vực như Manassai ở Georgia, chỉ ra rằng họ đã di chuyển xa hơn nhiều so với bất kỳ loài người cổ đại nào trước đó. Về mặt văn hóa, Homo ergaster có thể đã phát triển một hệ thống xã hội phức tạp hơn so với các loài trước đó.
họ sống trong các nhóm xã hội lớn hơn và có thể đã phát triển các hình thức giao tiếp bằng ngôn ngữ sơ khai. Các công cụ và cấu trúc xã hội của họ cho thấy rằng họ có thể đã phối hợp trong các hoạt động săn bắt và bảo vệ lẫn nhau khỏi các mối đe dọa từ động vật ăn thịt. Bước tiếp theo là chiếm lĩnh hành tinh, và họ đã thực hiện bước đó. Những vùng đất rộng lớn của hành tinh đã bị chinh phục bởi những chủ nhân mới. Nhưng không phải ngay lập tức, hành tinh không chào đón con người một cách nồng nhiệt. Không bao giờ nên đánh giá thấp thiên nhiên trong mọi thời đại. Cuộc sống chưa bao giờ là dễ dàng. Những dấu vết của răng động vật ăn thịt trên hài cốt của con người là minh chứng cho điều đó. Tuy nhiên, chính khó khăn đã tạo ra và nuôi dưỡng lý trí. Homo heidelbergensis là những con người tiền sử đầu tiên có kích thước não tương đương với chúng ta ngày nay. Mặc dù khuôn mặt của họ vẫn còn hoang dã, nhưng đôi mắt của họ đã tỏa sáng với ánh sáng mới của lý trí. Họ xây dựng nơi trú ẩn, chôn cất người chết và tạo ra những đồ vật nghệ thuật đầu tiên, dù còn thô sơ. Con người đã trải qua một con đường tiến hóa dài và khó khăn. Tương lai sẽ mang đến điều gì? Lý trí khiến chúng ta chịu trách nhiệm về bản thân. Giờ đây tất cả phụ thuộc vào con người.